Trời ơi, anh yêu ơi, không biết sao, đúng ra là anh cũng trước em hả, mà sao giờ anh cũng sai em rồi. Không phải, cũng cơm. Chiều nay là cũng bao nhiêu ly hả anh? 30 ly. Không không, 30 ly là hành 36 á chị. 30 là hành 36. Ở đây á, 1 chục là tính là 12 á. Không thấy ngày nào nha. Chỉ có đúng 1 ngày lại, không có một lần không. 1 lần là ngày đồng cúng. Ồ. Ai chết là 7 mà. Bắt gặp nha. Thôi giờ mình bưng vô. Thôi giờ vô lấy bàn đi. Mình lấy 2 cái bàn nhỏ ha. Sao hai bà dựng ly chứng tỏ này lên cái hai đang ngã lên được hai. Không không đổ đâu. Trời. Chị rồi. Sao vậy anh? Cũng như cậu cũng 50 ly thôi. Dạ. À. Trời, vậy mình cúng một bàn đi, một bàn 5 ly cho cậu đi. Năm ly bỏ bàn luôn đi, bàn hờ luôn đó, một ly nữa được rồi, mỗi cái một lô loại một ly đi anh, còn một chè ly thì chè trôi nước rồi nè. Ủa sao 2 ly đậu đen chứ vậy, thiếu sôi nước anh ơi, thiếu sôi nước anh dư ly trời, đúng rồi. Đúng rồi, đủ rồi đó. À, 5 ly về ha. Ồ, chị gái với chụp bằng nguyên cái iPad luôn. Đó thì bây giờ các chị á, là đi chào ba em luôn. Chị ơi, hay là mình gửi ra luôn chị. Đúng rồi, mình không gửi nắp sao mình cúng được chị. Đốt nhang dở hả chứ để gì. Đúng rồi, chứ nhiều khi cũng kiến nữa. Đó, hai chị ekip đang đi Trời ơi, vậy luôn hả? Em sẽ quay lại bước của năm. Ai? Cô bác, em còn làm xấu á chị. Mấy cái nào có khó chị. Trời ơi, sao không phạt đội em mà đội chị? Đó. Nói chung là 30 ly chè thì sẽ phát được tổng cộng là bao nhiêu ta? 26.
chỗ cô Năm nó hết 5 ly rồi. Vậy, vậy tổng cộng là 25 ly đúng không chị? 25 ly là 25 mẫu. 25 mẫu. Đúng rồi. Cộng 5 là 5 ly. Ừ. Đó. Đó cho 25 mẫu là cộng 5. Ủa chị? Là 26 mẫu. Ủa sao lại 25 ly mà sao 26 mẫu? Tại 30 ly mà. 30 ly chỗ cộng 5 là 5 ly thì còn là 25. Thì cộng là 25 cộng 5 là 26. Hay là 26 mẫu. Thì đúng rồi. Chị không tính cậu à. Thì đó, vậy là tổng cộng là 26 mẫu. Tính luôn cậu chứ. Em thấy anh yêu anh lấy đốt nhang anh đi cúng à. Wow, mình cúng vậy hả? Hợp lý luôn á. Nhiều nha. Là 8 mẫu là đặt thêm 15 ly nữa đi cho nó dễ. Vậy bây giờ đặt thêm đó anh. 15 ly nữa. Vậy là nhờ đặt thêm. Anh yêu cho em bé được. Hả? Với cụ ông mới mất anh. 15 ly là đủ không? Chắc đủ á, chắc dư á. Dạ. Mình dành 3 ngôi mẫu ưu tiên đi anh. Một ngôi mộ của cậu ông mới mất gần một cậu Năm nè, một bé 12 tuổi với một cái ngôi mộ vô danh. Bé này nè. Đâu anh? Bé này nữa. Không, em bé đó không có nha. Em bé đó không có hài cốt ở đó. Không có hài cốt. Có. Không. Anh Toàn nói mà. Anh Toàn nói là không có hài cốt ở đó. Tại vì người ta để vậy thôi nhưng mà người ta chưa đem hài cốt về. Nên chưa có cái hình đó anh. Hôm trước là tụi em mua lư hương rồi em tính để đó mà tại vì anh Toàn nói là chưa có hài cốt quá cho nên tụi em không để. Ừ, em mua lư hương sẵn luôn mà. Đấy tại em thấy bà con hơi cắm nhang mà. Ê, bây giờ là anh yêu anh. Bây giờ trong lúc mà mình đặt thêm anh đi đốt nhang luôn anh ơi. Chết. Đúng rồi. Rồi đến đây thì 15 hết Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15 hết Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Sao vậy anh? À chứ đừng có kiến hả? Wow, một việc làm cũng ý nghĩa nha. Có lý. Dạ em tính kết thúc không nhưng mà giờ dạ rồi ok đúng rồi dạ thôi bây giờ sẵn những cái mẫu để mình làm luôn đi anh. Đúng rồi tại vì chè nó ngọt nó có cái đam mê kiến thì nó khoái ngọt đúng rồi. Rồi đến đây thì 15 hết Bình Dương xin phép chào tạm biệt tất cả quý cô chú anh chị ha.